Sơn. À không phải, đây là sân bay chỗ núi Thành. Núi Thành Quảng Trị. Đi thăm mộ liệt sĩ. Thực ra thì là người nhà của một anh trong đoàn ngày xưa chiến đấu ở đây và hy sinh tại đây. Đây là tiện đường mà mình sẽ qua thắp hương cho bác của anh ý và các đồng đội xung quanh. Đã xong rồi các bạn, bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi lên Lý Sơn. Trước tiên mình vứt túi rác này này. Hello, mình đã ở Lý Sơn rồi. Hai con xe. Nước ở đây nhìn khá trong các bạn. Xe để trên tàu chưa lấy được nên là đang phải chờ. Nước trong thật đấy, xanh rồi. Xuống thử không? Đây nhìn cái kìa. Đấy. Đấy, chỗ này có cái này là cái lái tàu này, vẫn thấy này. Nước ở đây trong. Để lát nữa mình đi lặn cho các bạn xem. Đảo Lý Sơn xin chào quý khách. Bắt được cái nhà nghỉ gần quá gì á. Ở đây chị. Hello. Bọn mình vừa tìm được cái nhà nghỉ ngay bến thuyền luôn. Nhà nghỉ Tiến Chi. Bên dưới này là cảng. Ngay gần cảng luôn. Cũng gần chợ đêm nữa. Mà view nhìn ra biển rất đẹp. Tàu giật tàu thuyền qua lại. Hai giường to, một tivi, một điều hòa, một cái quạt, đủ sống. Hello các bạn, mình đang ở chùa Hang ở đảo Lý Sơn. Đây là cây gì nhỉ, cái bàng Trường Sa này, cái bàng cực đỉnh luôn. Cái bàng này khác với bàng ở đất liền nhá. Cái bàng này nhìn cực khác luôn. Mà cây này là cây to nhất mình từng thấy luôn. Bên này có một cái tượng Phật Quan Âm. Bên trong này là chùa đấy, nhưng mà tối quá mình không quay được. Bây giờ mình mặc áo ba lỗ, mình không dám vào. Chùa trong đây cũng đẹp. Mà trong hang đây có nước thánh này. Nước thánh này có thể uống được nhé. Đây nhà sẽ uống cho các bạn xem. Ngon không anh? Có vị gì không? Giống nước ở quê ấy. Giống nước lá ở quê. Giống tôi hơi giống nước giếng. Mình uống thử phát. Nhưng mà cảm giác uống mà nó thanh á. Nó không bị tanh. Ông Thao uống nhiều. Uống hết đi không đổ luôn. Uống hết đi. Phải uống hết à? Anh uống hết được mà. Cứ nói là uống gì mà. Mình lỡ chơi cả cốc này. Anh xuống đi, em ở trên này nha. Bên này còn một chuồn nữa các bạn ạ. Bên này còn một chuồn nữa ở phía trong hang mình. Trong hang mình kia nhưng không biết. À hình như trong hang đấy không phải chùa đâu. Trong hang đấy hình như là chỉ là bán nước thôi. Uầy vãi. Đây là cây gì mà mình chưa gặp luôn này. Nhìn rất đẹp lạ nhé. Chưa gặp bao giờ luôn. Đây chắc chỉ ở ngoài này mới có. Rêu à? Rau này ở đây nó khác nhỉ. Nước ở đây trong vắt luôn mà có cá này các bạn ơi. Nước ở đây trong vắt luôn có cá nhá. Có cá đây anh ơi.
trong cực, nhìn thấy ở dưới luôn, nước trong vắt luôn, chỗ này ngập nửa đến bắp chân của mình rồi mà vẫn nhìn thấy chân nhỉ, nhìn thấy rõ luôn. Nhưng mà khu này có vẻ là ít người Tây biết đến, hầu như là toàn người Việt Nam đến đây thôi. Chỗ kia còn có một cái đoạn đá kiểu như này nữa ở phía đấy, một cái ô to, mình quên mất không mang flycam đây, không đẹp lắm. Đây có cả san hô này các bạn ơi, san hô này đó, đẹp luôn. Cá này ok san hô nha các bạn nhé. Luôn, rất nhiều cá luôn. Có cây như cái cổ tay nấm đó. Và sau một thời gian lượn lặt thì mình đã có được một số ảnh và video cực kỳ chất luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Có gì các bạn? Con này sống này. Ui, con này như cái nhiều con sên khổng lồ ấy, siêu to khổng lồ luôn. nhiều sinh vật biển rất là hay các bạn. Mình không thể tưởng tượng nổi Lý Sơn lại đẹp thế. Quá đẹp các bạn ạ. Đây tàu rong rêu. Cái này ăn được. Đây là chân vịt này. Ui. Cái này là chân vịt này. Hay nhỉ. Không được. Các cô lấy này về bán. Em nghe cho mà nào. Để em ra cho Trang ngồi yên. Rau chân vịt đây á. Đây là rau chân vịt. Để sai thì. Đây đúng không bà? Con nhặt đúng không? Đây chân vịt đúng không? Đây này. Rồi. Nó giống như kiểu mục nhĩ nhỉ? Ừ. Thế là một tháng có. Một tháng chỉ có mấy ngày nó như này thôi hả cô? Mình vừa có thêm thông tin từ các cô nhặt rau chân vịt đúng không? Rau chân vịt đúng không? Rong rêu chân vịt. Ở đây chỉ có 3 ngày 13, 14, 15 âm lịch là 30 nước. Mùng 1. Nói chung là chỉ có 30 mùng 1 nữa. 5 ngày là còn nước nó sẽ xuống nhiều như này. Còn không là bình thường chỗ này nó sẽ cao lên là khoảng 2-3 mét nữa gì đấy. Chứ mà có thể lặn được nhưng mà sẽ không được trải nghiệm sờ vào như thế này, nó sẽ khó hơn. Cho nên là bọn mình thấy kiểu bọn mình may mắn vãi cả trưởng luôn. Bọn mình chỉ ra đây đúng một ngày thôi và gặp đúng cái ngày nó cực kỳ đẹp như thế này. Ok, bây giờ bọn mình sẽ lên và đi về. Chỗ này là ở, nó là bãi ở chỗ chùa gì nhỉ? Chùa Hang nhá, chùa Hang. Ngay trong đảo Lý Sơn thôi. Chào các bạn, đây là đỉnh Thới Lới nhá. Đỉnh Thới Lới các bạn có thể nhìn xuống cái bãi vào lúc nãy bọn mình đang ở dưới đấy và nhìn thấy cái núi bên này không lên được tại vì trên này là gì nhỉ? Quân sự rồi không thể không được vào. Bây giờ này cũng sang nhìn đẹp này nhưng mà không được vào thôi. Và đâu là đứng trên này các bạn có thể nhìn thấy hòn đảo bé và cái bãi lúc nãy bọn mình xuống. Dưới kia cũng có một góc check-in rất là đẹp. Nhìn xuống cái bãi vừa rồi anh em chụp ảnh đúng không? Quá đẹp luôn. Xem một chút. Cái
Ui, dưới đây đẹp lắm bạn ơi. Chỗ này có một cảnh rất là đẹp, rất là đặc biệt. Nhìn như ở nước ngoài luôn. Nhìn từ bên đường kia sang sẽ đẹp hơn này, nhưng mà lấy mình lái xe mình không quay được. Đây, ngay từ chân mình đây. Rất đẹp. Đẩy cái tay phải lên về phía dưới. Về phía đó, đúng rồi, thẳng cái tay phải lên. Mấy thanh niên đang chụp ảnh. Đó, đó, bên dưới này rất là sâu, khá là nguy hiểm. Rồi, thả lỏng vai ra. Tay hơn các bạn tay phải. Nhưng mà vì đam mê nên các em không sợ gì cả nhá. Bình tĩnh mà xuống chụp ảnh, rất đẹp luôn. Đây hơi ngược nắng một chút này, nhìn nó hơi bị... Đấy. Chân dung đúng không? Vâng, chân dung. Ok, rồi. Đặt hai cái tay lên đầu gối đã. Một, hai, ba, chờ. Xuống dưới biển đâu, mà đây nó như kiểu là ở dưới đáy luôn ấy, nó là san hô, ở dưới phía dưới là san hô luôn. Đây này, đây là san hô này, dưới rất nhiều san hô. Với cả ở đây nó không có, à, ở đây nó rất nhiều luôn, rất nhiều đá và san hô như này ở dưới nước. Các bạn xuống đây thì nên thêm cái kính bơi để ngắm và phải ra, bắt buộc là phải ra những cái chỗ dưới kia và lặn xuống, chứ không được phép lặn ở chỗ này, vì chỗ này nó rất là quải luôn, nó không bao giờ nó không bị ấy. Nó rất là kiểu như là gì nhỉ? Nó rất nông. Và nếu các bạn ấy ở đây thì sóng nó đánh mạnh nữa, các bạn lặn chỗ này sẽ bị đánh cọ sát vào phía dưới này rất là đau. Có thể gây chảy máu, vết thương chảy sát các kiểu. Đây này, nó lại có cục này. Ha ha ha.